Ok, thì đầu tiên là mình sẽ vào về phần hệ màu nha. Thì đầu tiên là về cái hệ màu của cái khối này thì mình thấy là nó đẹp, đẹp hơn RS3M nha các bạn. Đẹp hơn khá nhiều đấy. Đấy. Và Q mới mở hộp ra thì hơi khô bởi vì Q này nó không có lúc. Với lại em biết chơi nó khô khô kiểu gì á. Đó, nhưng mà nó vẫn êm, nó vẫn nhanh hơn RS3M nha. Mình chắc chắn các bạn là tốc độ con này nhanh hơn RS3M chắc luôn. Và cái tốc độ của nó thì mới mở hộp ra thì nó lúc bạn mới mở hộp ra thì nó hình như phải cần rip in một chút xíu thôi, không có nhiều, nhưng mà khi mới mở hộp ra thì nó sẽ hơi khô và hơi đầm, cũng giống như là RS3M nó bị đầm chỗ cạnh này, bề mặt cạnh này nè, nhưng mà nó chỉ đầm một thời gian ngắn thôi chứ không phải là cần rip in như dài ngày hay là một tuần như RS3M, chỉ là gọi là rip in một thời gian ngắn thôi là nó đã tốt rồi đấy. Và cái logo của Yushin này mình thấy nó đẹp hơn logo cũ khá nhiều, nó nhanh nè, nó êm, chơi nó giòn thích tay cực luôn, mặc dù chưa có lúc mà nó đã tốt hơn RS3M rồi nha các bạn. Mình thích rồi đấy. Cái màu trên cái khối này mình thích nhất cái màu là màu đỏ, nhìn nó đẹp. Cái màu của khối này mình thích hơn RS3M nhiều, đẹp hơn nhiều đấy. Rồi, video mình chỉ đây thôi. Bạn thấy video này hãy cho một like, mình ký kênh ủng hộ nha. À, và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Giờ thì bye bye.